còn giữ lại nè để làm kỷ niệm cho mấy chú mấy ấy thấy rừng đấy. Nhiều khi ổng ngoái rồi bệnh nó nè, lúc trước cô bệnh gì nè đó, bị sơ gan, đa phần là bụng khá là to á nha, bụng thôi dạ. Nó sưng to vậy đó dạ. Lúc đó là tưởng đâu là cô chết rồi đó dạ. Cô ngồi không á, cô không có đi được á dạ. Nó sưng, nó sưng vậy đó, rồi nó to vậy đó, rồi cái nè, rồi hai chân nó sưng vậy nè dạ. Rồi sao nè, rồi cô không đi không được luôn á, cái hai dạ. chân nó sưng vậy nè dạ. Sưng lên luôn á dạ. Nó sưng rồi kia, rồi bụng nó sưng lên nữa dạ. Rồi cô chỉ có ăn thì cơm á thì nó cứng lên dạ. Rồi ăn cháo thì nó bình thường dạ. Ăn cháo thì cũng như mình không có sức khỏe dạ. Đó, mình phải ăn nhiều lần đó. Rồi nó mệt hoài à. Cô đi là không được, cô đi ngồi là cô cái chân cô nó yếu á dạ. Nó té. Dạ thưa sư cô, từ những ngày đầu tiên khi mà chọn con đường xuất gia là do bản thân của sư cô mà tự chọn con đường đó, hay là do một cái cơ duyên, hay là do gia đình ép buộc để sư cô chọn cái con đường tu tập thưa sư cô? Cái đó là do cái cơ duyên dạ. Tại vì nhỏ đi theo ông bà đi gì đó dạ. Đi chùa dạ. Thì cái lớn lên cái đi đưa tới luôn chứ không có phải vấn đề gì hết trơn dạ. Rồi cũng như là đi mình đi chùa cái thấy làm con quả rồi cái đi xuất gia luôn, thì tu luôn chứ không có vấn đề gì ngoài dạ. Cứ như nói chung là tình duyên hay là không có vấn đề không đó dạ. Không có, cũng như nó đưa để tới luôn chứ dạ. Không phải là mình gặp vấn đề khó khăn gì không có dạ. Dạ thưa sư cô, từ những ngày đầu khi mà xuất gia đi tu thì gia đình có cấm cản hay là có khuyên năng có, sư cô đừng có đi tu? Có bên nội thì hơi có ấy chứ dạ. Mình bên nhà thì không có dạ. Tại vì cô nhỏ lớn ở ngoại dạ. Ngoại thì xuất gia, ngoại thì tu nhiều dạ. Cho nên tu về Phật dạ. Còn bên nội ít cho nên hơi khó khăn bên nội, nhưng mà rồi cũng không có, cũng qua dạ. Cũng ra rồi, tại vì cô ở bên nội, ở ngoại á, cho nên là cô lâu lâu thì cũng như mình về chữ hiếu, mình về thăm dạ. Lâu lâu về thăm ông bà, rồi thì cái ông bà gầy thì la thì kệ dạ. Chứ nhiều khi người đời nó nói kệ, cũng mình đâu có, mình bỏ qua dạ. Mình đi theo đúng con đường của mình thôi dạ. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô còn đang trong quá trình học để tiếp thu cái việc tu tập của mình đó, thì bỗng như một cái căn bệnh quái ác nó lấy đi cái sức khỏe của mình. Cô biết kia, buồn dữ lắm. Lúc đó về là buồn dữ lắm. Bệnh là tới ngày cạo tóc mình quen rồi. Dạ. Bệnh này cạo tóc mà mình không cạo á, nó bực bội lắm. Dạ. Rồi khóc vậy, mình buồn. Dạ. Mình tiếc, rồi sau này mình mới tiếc, mình giống như mình nghĩ là mình bệnh vậy á. Mình dạ. Không bằng như theo như mấy trang lứa với huynh đệ cô. Dạ. Dạ là có chùa, có nơi đệ tử dạ. Đâu mà dạ. Như con vậy cô cũng buồn chứ dạ. Nhiều khi mình cũng buồn, nếu mình cũng như mình không có được cái phước đức như mấy vị lớ là bằng trạng lứa với mình dạ. Cũng như huynh đệ mình học chung cả chung dạ. Lứa vậy đó dạ. Rồi về giờ người ta có chùa, có đệ tử dạ. Có cơ ngơi mà mình còn thì trắc lọn vậy thì cũng nó cũng hơi buồn dạ. Nhiều khi cũng không có ra, không có ít cái đi đâu nữa dạ. Nhiều khi đi học hay gặp rồi như mấy cô mấy huynh đệ hỏi rồi mình cũng trả lời rồi khoa, mình cũng thấy cũng tuổi chứ dạ. Nhiều khi mình cũng tuổi mình, tại vì mình kém, cứ như mình nghĩ là cái đó là mình do kém phước kém duyên dạ. Cho nên mình phải kiếp này mình phải tạo lên cái duyên dạ. Mình trả cái nghiệp sát này đi dạ. Bệnh mình trả này đi rồi mình nguyện mình tu tiếp dạ. Mình cho gặp Phật pháp sớm dạ. Đó. Chứ giờ cũng mình nghĩ mình bệnh vậy rồi mình đâu có làm gì được nữa đâu dạ. Đó. Lúc đó thì cô đang học ở Sóc Trăng, hồi lúc cô học bệnh á, về cái Sóc Trăng cô học ở bên Sóc Trăng, ở thành phố rồi mới về Sóc Trăng. Nhờ bên Vĩnh Long, Vĩnh Long học rồi cái khóa hơi về mã khóa đó nhưng cũng như chưa đủ năm mình mới qua bên Sóc Trăng học. Lúc đầu thì học ở Vĩnh thành phố,
thành phố rồi mới về Vĩnh Long. Vĩnh Long về mới bắt đầu mình mới đi học qua bên Sóc Trăng mình học. Rồi đó là bắt đầu nó tai nạn rồi tới nghiêng giờ xong nó cười nó hết duyên luôn tới giờ luôn. Dạ thưa sư cô có chia sẻ với con là mỗi lúc mà sư cô buồn, sư cô ngồi khóc. Vậy thì những lúc mà sư cô ngồi khóc thì có ai bên cạnh sư cô không? Hay sư cô có chia sẻ với ai không sư cô? Cũng thôi thổi mình ha. Dạ. Tại vì mình chỉ có buồn cái mình nằm niệm Phật, nghe kinh vậy đó. Dạ. Rồi mình niệm Phật, rồi tối thì mình ngồi cái mình đốt nhang, mình niệm Phật về chú. Dạ. Cho mình cái nghiệp mình nó nhẹ đi. Dạ. Mình trả nghiệp nhẹ lại. Dạ. Bớt đi. Nếu mà là mình nguyện mình cho mình được trả hết nghiệp này, mình dạ mau giảng sanh. Dạ. Mang về mau đi cho cái Phật cước đi cho nó ấy. Còn nếu mà mình tạo ấy, thì cho bớt cái nặng như đau hành vậy đó. Nói chung thì cô cũng đỡ cái là mình niệm Phật với mình trì chú á, nó đỡ cái nó mệt mệt chứ nó không có đau nhất. Dạ. Bằng của người ta, của người ta bệnh người ta đau nhất tay gên. Dạ. Còn như cô chỉ có là nó mệt. Dạ. Chứ nó đi yếu thôi. Dạ. Chứ lâu lâu thì cũng như nó hành rồi cái nó phát lên thôi. Dạ. Chứ cô vô nằm kế bệnh mà cũng đồng thời bệnh như cô gan mà nó gên nãy thì là cô thấy cô cũng được cái nhiều cái đó. Dạ. Nó không giống có... như là may mắn mình vẫn được cái Phật pháp độ cho mình đúng không sư cô? Giống như là mình không có đau nhất bằng người ta. Dạ. Nó gên nó đau lắm á. Dạ. Nhưng mà mình nhẹ hơn. Dạ. Đó. Cô tối cô sợ bằng đêm đó. Tại bằng đêm nó bằng ngày vậy chả đỡ bằng đêm á nó ngủ không được nó ghê nó đau. Dạ. Nó ghim ghim nó đau người mình á. Dạ. Nó hành á. Dạ. Đó thì cũng như nó không có đau nhất bằng ấy, còn thấy trong ta bệnh đau nhất ta ghê không chịu nổi. Dạ. Thì cũng đỡ cái đó, cô cũng được cái đó đỡ. Dạ. Chứ... dạ thưa sư cô, khi mà sư cô về ở ẩn như thế này á, con cảm giác giống như là sư cô không có còn tiếp xúc thế giới bên ngoài nữa. Sư cô ở trong này thì nó khá là hoang vắng. Dạ. Vậy nếu như có một điều ước thì sư cô ước mình được gì? Cô chỉ có ước như là cho người có ai giúp đỡ cô được có cái gì thuốc men. Dạ. Và cho được cái điều kiện thuốc men mỗi tháng uống vậy đó. Dạ. Đừng cho nó đừng cô không lo. Dạ. Nhiều khi cô lo con buồn nó như bệnh mà không có tiền thuốc rồi tới ngày mình bệnh mình không thuốc rồi nó nằm ngược lại ai cũng không có gì hết trơn, cho nên không có tiền thuốc này kia, cho nên cô cũng giái nguyện và nguyện có như có ai giúp đỡ này kia. Dạ. Cho cô được chút ít đừng cô uống thuốc để dành nó uống thuốc. Dạ. Tới ngày cô mất nghe đó. Dạ. Chứ giờ cô cũng đâu có làm ra tiền gì được. Dạ. Rồi ăn uống thì cũng không có được cái, chỉ có sữa nè, như sữa cũng uống của sữa mắc nữa. Dạ. Cứ ghẻ nữa. Dạ. Đó sữa này rồi một tuần vậy là một thùng vậy đó. Dạ. Rồi thành thử ra ăn cháo với uống sữa rồi lâu lâu rồi mẹ mới thèm ăn gì thì kêu mẹ thèm mua vậy đó thôi chứ ngoài ra không có gì. Dạ. Dạ thưa sư cô cho con hỏi thêm một câu là từ ngày mà sư cô không còn ở trong chùa nữa, mình về mình ở ẩn một cái nơi nó hơi xấu xí gọi là chuồng heo. Dạ. Thì có bao giờ sư cô từ bỏ luôn cái việc tu tập của mình không? Dạ. Hay là sư cô về đến đây nhưng mà vẫn còn tâm trí vẫn còn học tập trong cái con đường tu tập của mình thưa sư cô? Cô không từ bỏ. Dạ. Tại vì cô nguyện là cô cho cô được hết kiếp này. Yeah. Đặng kiếp sau cô bỏ sơ thế này, hết kiếp sau cô tu tiếp thì cô cho tới ngày cô niệm Phật, cô ấy cho tới ngày cô chết luôn. Yeah. Chứ cô không có bỏ được. Bỏ thì mình bỏ thì cái như mình đã đi học qua rồi. Mình đã học tu tập rồi. Yeah. Đó, cái thân xác này đâu cũng phải của mình. Yeah. Mình nếu mình tạo nghiệp kiếp trước cho nên. Yeah. Bây giờ mình lãnh. Yeah. Mình trả. Cho nên mình nguyện giờ cho nó hết mau hết bỏ cái xác này. Dạ. Đi đặng kiếp mình được cái sau mình gặp Phật pháp sớm hơn thôi. Dạ. Chứ giờ chuyện cô không có buồn ấy, cô không có nghĩ mình bỏ vậy mình. Dạ. Bỏ mình càng ấy nữa. Dạ. Tại vì cái bước đường mình đi thôi mình bỏ gì mình càng ấy thêm nữa. Dạ.
nghĩa là từ ngày về đây thì cô vẫn tụng kinh niệm Phật bình thường đúng không sư cô? Chị chú, tại vì chị chú, mình chị chú á, tụng kinh thì mình không có hơi được, động được. Cho nên mình chịu chú, mình niệm Phật vậy. Cái chị chú với niệm Phật đó, nó công hiệu hơn. Đó. Cho nên ngồi tối về khuya nhiều khi mình ngủ không được, mình niệm Phật. Giấc khuya vậy có 4 giờ cái cô dậy cô đốt nhang cô niệm Phật rồi. Thì tối thì cũng vậy, tối cũng nha đốt nhang vậy, chị chú niệm Phật thì nằm mở kinh nghe suốt ngày vậy. Đó. Mình nghe theo đó mà mình kiểu như mình không có quên đi cái ấy nè. Mình vẫn nhớ kia, mình đâu có nghĩ suy nghĩ gì, anh chỉ nhớ cái đó thôi. Dạ hôm nay con đến đây thăm sư cô á, con mới biết được cái ý chí của sư cô thật sự rất là lớn. Mặc dù đang mang nhiều cái chứng bệnh trong người, nhưng mà lúc nào sư cô cũng hướng về Phật Pháp, nghe lời Phật dạy, kiếp người tu là kiếp giả tạm. Lúc nào cũng muốn mình là trả hết nghiệp để theo về với Phật Pháp. Thật sự hôm nay đứng đây bản thân của con rất là khâm phục cái ý chí mạnh mẽ của sư cô. Dạ thưa sư cô có thể chia sẻ cho con được biết là cái việc ăn uống của sư cô nó có khó khăn không sư cô? Không, cô với giờ cô chỉ có ăn cháo với uống sữa này thôi. Dạ. Với ăn cái đồ nào mềm thôi chứ không có ăn đồ khó tiêu. Dạ. Chứ không có ăn gì được cái khó tiêu được hết trơn á. Dạ. Chị ăn cơm bây giờ cũng cơm phải nấu ra mềm. Cơm khô cũng không được, nó khô cái nó vô cái nó cứng cái bụng nó không tiêu được á. Dạ. Nó cứng cái bụng cơ lên nó ngái lên. Còn cô ở nhà nấu cơm cái cô bới ra cái nấu mềm ra lại. Thành như mềm, cơm mềm á. Dạ. Cô ăn. Như ăn không có gì, ăn đồ chay. Như cái bọc đồ chiên á, cái đó cô treo ra bọc đồ chiên đó đó, đó. À, bọc hăng ra trên đó. À đó đó, đồ chiên đó ăn với cháo này, này kia. Nó mềm vậy đó. Đó. Dạ. Cái, đây, đồ, cái bọc đồ chiên nào quý cô chú anh chị ăn với cháo nha. Đồ chiên đồ chay nè. Dạ. Có gì mẹ đó làm gì á, làm á. Dạ. Rồi ăn cái nấu cháo đó. Dạ. Cái ăn với nước cháo hoặc là bữa nào ấy cái ăn nước tương. Dạ. Đó, ăn cái thứ mềm thôi chứ không có ăn thứ không có ăn gì cứng được. Dạ. Rồi dường như cái các thứ này, đồ như bây giờ ăn canh ăn đồ này kia ngoài thì không được. Dạ. Nó không cô không như chỉ có ăn cháo uống sữa này thiệt thôi. Vấn đề là sư cô đang bị bệnh như thế này thì sư cô cần phải tẩm bổ cho sức khỏe của mình. Nhưng mà sư cô vẫn ăn chay luôn hả? Ăn chay. Đó đó, ăn đồ chay đó, ăn đồ đó, ăn chiên đó. Rồi giống như là mình ăn nước tương hoặc là cái bữa nào ăn trái với đường này kia á. Chứ ăn đâu có nhiều, chút xíu mà như ăn nhiều lần. Tại mình uống thuốc á. Ăn chút rồi no rồi, mình ăn nhiều lần. Có sữa, sữa mình uống. Từng vậy là hết một thùng vậy đó. Đó. Sữa thì như mình không có uống ăn được á, mình uống sữa. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô về ở ẩn trong một cái nơi như thế này thì sư cô có nhớ đến bạn bè mình không hả sư cô? Có chứ, cũng có huynh đệ hỏi thăm. Nhưng mà mỗi hoàn cảnh, mỗi cái hoàn cảnh lo chùa chiền. Thì cũng thời lúc trước thì cũng có mấy huynh mấy cô rồi giúp đỡ. Như giờ thì nói chung cũng khó khăn. Đó, ai cũng lo về kinh tế cũng chùa chiền đâu có ấy được. Lúc nào thôi chứ đâu có thể lo cho mình hoài được. Đó thì cũng có mấy huynh đệ cũng như là thân thiết kia đó. Cần rồi cũng hỏi thăm rồi lâu thì ghé lên thăm cái đi ngang vậy đó. Rồi ghé thăm cho chút ít để mua sữa này uống này kia, mua thuốc. Còn như lúc này thì cũng như khó khăn rồi, cái không có ai đi đâu được hết trơn, rồi đâu có làm gì, mấy cô cũng tu học á ở chùa, rồi cho nên cũng ít, cũng có mấy huynh đệ. Rồi cũng như mình thôi kệ, mình cũng nghỉ thôi, mình gán cho nó vượt qua đi cho hết này đi, mình chứ hai trả kiếp này nghiệp đi, mình ăn bệnh này giờ của mình nghiệp ai nấy lãnh, như nghiệp ai nấy lãnh vậy đó. Mình bệnh thì mình cái này mình do kiếp trước mình tạo, cái này mình mang mình trả thôi. Chứ kiếp này cô đâu có làm ấy đâu, từ đó nhỏ lớn cô còn không có ít có làm gà ăn vịt cá nghĩa nữa. Cô không có biết làm đó.
đó. Cho nên là không có ngoái, mình không có nghĩ gì hết trơn. Dạ. Mình chỉ nghĩ là giờ mình nguyện cho mình mau cho họ cước mau đi cho. Dạ. Mình nguyện vậy đó. Dạ. Cho nó sớm chứ để thì mình hành xác mình, nhưng mà mình chưa tới nghiệp, chưa có tới đó, cho nên chưa có xả trả xong, cho nên là phải chờ trả xong đi mình mới khỏe được. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô ở trong một cái mái lá mà cái nền thì là cái chuồng heo, những cái mái lá thì nó đã bắt đầu chiêu view rồi, nó bắt đầu bong chóc rồi, nó mục rồi. Vậy thì có khi nào đêm mưa, mưa nó tạt mà sư cô ngủ không được không sư cô? Trời mưa sợ lắm, tối nó gió nó tóc cái này lên luôn á. Trời. Nó tóc ở trên nó tóc lên chóc lên luôn á. Dạ. Tóc gió lên luôn á. Dạ. Mưa này mà gió mạnh là khỏi ngủ luôn á. Dạ. Cái máng này nè, nhà đá nè, che nó phục luôn á. Dạ. Rồi cái cửa này khi mưa gió mạnh quá nó bật ra luôn. Dạ. Đó. Rồi cái cô phải lấy dây cô cột lại. Dạ. Đó. Này cũng như mình đâu có khả năng đâu, mình về cắt tạ mình nở thôi kệ đi. Với. Dạ. Mình nghĩ mình sống được bao lâu đâu. Dạ. Đó, rồi cho nên đâu có nghĩ mình, nó hồi cô mới về cô cũng nghĩ thôi mình sống được bao lâu. Nhưng mà giờ nó kéo dài tới mấy năm như vậy rồi, cho nên thôi kệ, mình nói thôi kệ đi, sống tới đâu hay tới đó, ngày nào hay ngày đó đi, cho nó ấy. Dạ thưa sư cô, khi mà sư cô về ở một cái nơi mà ở trong cái chuồng heo cũ như thế này, khi mà sư cô gặp những người xung quanh cũng như là gặp bạn bè, huynh đệ của mình ngày xưa, có bao giờ sư cô cảm thấy chạnh lòng vì những cái câu nói là cái bà sư này giờ bà về ở trong chuồng heo, bà tu trong chuồng heo như thế này, có bao giờ sư cô buồn tủi không sư cô? Cũng mình khi cũng buồn chứ, nhưng mà. Yeah. Mà cũng mấy huynh đệ hiểu. Yeah. Cũng như. Yeah. Cũng không ít á, không có nói, không. Yeah. Có nhiều nói mình ấy. Yeah. Cũng như hiểu, cũng phiên. Yeah. Nói hơi gán đi cho giữ gìn sức khỏe, đừng có buồn bệnh vậy đó, rồi mình gán mình ấy đi, rồi mình nguyện cho trả hết nghiệp đi đó. Yeah. Chứ buồn, người tử cứ nghĩ là thân xác này không phải của mình. Dạ. Thân xác này là giả tạm đúng không sư cô? Cái gì cũng vậy, cũng giả tạm thôi. Dạ. Mình chết đi còn cái, nói chung thì còn cái phước với cái tội thôi. Dạ. Đó. Mình tạo phước thì mình được hưởng phước. Dạ. Còn mình làm tội thì. Dạ. Mình nhận tội. Dạ. Cho nên là mình cứ nghĩ như vậy đi. Dạ. Chứ đừng có ăn thua, mình cứ nghĩ. Dạ. Buồn chi. Dạ. Ai cũng vậy hết trơn, ai cũng đi theo con đường này hết. Dạ. Sống cái cõi tạm thôi. Yeah. Trên thế gian này. Yeah. Cho nên là vô thường nó đến thì nó hay thôi. Yeah. Chứ mình đừng có nghĩ mình buồn, người cũng dẫn vô đó thôi. Yeah. Cũng dẫn về trở về nó hái thôi. Yeah. Chứ mình thêm mình buồn, mình thêm bệnh nữa. Yeah. Mình quá tưởng thêm mình định nó. Yeah. Kệ. Giờ mình sống mình cứ việc mình tự tại đi. Yeah. Mình nghĩ là ngày nó chích chứ ngày đó mình ngủ sáng cho mình được nhắm mắt được đi xuôi xuôi tay đi cho nó khỏe đi. Dạ. Đừng nghĩ gì hết trơn. Dạ. Chích theo lời Đức Phật có dạy là kiếp. Ừ. Người tu là kiếp giả. Ừ, tạm rồi, lúc nào cũng tạm. Đang nghĩ mình là đang chết, sắp chết và sẽ. Dạ. Chết, nghĩa là mỗi ngày mình một già đi qua. Ừ. Một ngày mình lớn tuổi đi là mình đang chết, mình sắp chết. Đúng và rồi. Sẽ chết. Ê. Sư cô, hôm nay con có đến đây thăm cái nơi ẩn tu của sư cô đó. À. Thì biết được hoàn cảnh của sư cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Yeah. Ở một cái nơi tạm gọi là chuồng heo, nhà tranh vách lá như thế này. Yeah. Một nát. Hôm nay con đến đây thì con cũng có mang theo tấm lòng của anh Huỳnh Thanh Việt. Yeah. Muốn phát tâm hồi hướng công đức, xin gửi cho sư cô là 1 triệu đồng. Yeah. Đây cái số tiền của anh Huỳnh. Yeah. Thanh Việt gửi cho sư cô. Dạ. Yeah, rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn những nghe công đức của chú Huỳnh Thanh Việt. Dạ. Nhiều và nguyện giống như hồi hướng cho công đức này. Dạ. Được gia đình, được cho chú được mạnh khỏe. Dạ. Gia đình vui vẻ nha. Dạ. Ăn một cái Tết hạnh phúc. Dạ. Làm ăn thì được phát tài. Dạ. Dạ. Tài lộc vô điều điều. Dạ. Dạ. Nó hoài về Phật. Dạ thưa sư cô, lát nữa con xin số điện thoại của sư cô á. Dạ. Con để ở dưới phần bình luận. Yeah. Nếu như quý cô chú anh chị nào quan tâm về sức khỏe cũng như là muốn giúp đỡ sư cô trị bệnh đó. Yeah. Thì có thể gọi thẳng trực tiếp cho sư cô. Yeah. Tại vì con thì cũng ở trên Sài Gòn mà anh Việt thì cũng ở trên Sài Gòn. Yeah. Nên vì vậy
nếu quý cô bác anh chị nào mà thương sư cô thì có thể gọi trực tiếp cho sư cô. Dạ. Nhưng mà con có thể dặn dò sư cô như thế này, chỉ có nhận, mình không có đem tiền đi đóng cho bất cứ cái dịch vụ nào để mình được nhận tiền. Dạ. Nếu cô chú anh chị nào thương mình thì chỉ chuyển cho mình. Dạ. Sư cô nhớ nha, chỉ dạ. chuyển cho mình không có đóng tiền dịch vụ để được nhận tiền nha. Dạ. Ví dụ như có một vài cô chú anh chị nào mà gọi nói đóng 5 triệu để nhận được 1.000 đô là không có nha sư dạ, cô. Dạ. Mình chỉ dạ. có nhận, chứ dạ. mình không có đem đóng tiền dịch vụ dạ. nha. Dạ. Dạ. Giúp đỡ cho mấy người thì hoàn cảnh khó khăn vậy đó. Dạ. Cũng được công đức dữ lắm. Dạ. Dạ. Dạ con xin chúc sư cô thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Thì, tạm thời thì con xin chia tay sư cô tại đây. Dạ. Sư cô cho con số điện thoại để con để dưới phần bình luận. Dạ. Quý cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho sư cô. Để, cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất của kênh về những cái nhân vật, những cái hoàn cảnh, những cái câu chuyện ly kỳ. Dạ. Xin chúc cho sư cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi cũng cầu chúc cho mấy chú được nhiều sức khỏe. Dạ. Để có sức khỏe đang đi giúp cho mấy cô. Mấy cô mấy chú được trong hoàn cảnh khó khăn như cô. Dạ. Để cho có chút để trời xoay sở cho mình này kia vậy, lúc gặp khó khăn. Dạ dạ. Rồi. Dạ.